Xin chào tất cả mọi người nha, chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo này của mình. Hôm nay mình đang vừa chuyển máy đến một cái công trình mới, đang đi đổ cái mặt bằng sân nha mọi người. Thì hôm nay thì xe trộn thì chỉ trộn chở tiến lùi thôi. Tức là mình trộn ở đây xong là chở luôn sang phía bên ngoài này để đổ cái mặt bằng này. Thì cái mặt bằng này thì bây giờ đã có cốt với lại cọc, người ta đã bắn cốt rồi. Bây giờ chỉ việc trộn và lấy mang bê tông ra để xả thôi. Thì vẫn như mọi ngày thôi, xe của mình thì vẫn là 3,5 khối và xi măng cát sỏi thì ngay đây luôn. Hôm nay thì nước hút từ tận dưới sông lên. Đây có một con máy lốp nó đang làm ở cái cục đất ở gần đây, nhưng mà do hôm nay trời mưa quá nó không làm được này. Chắc là máy này người ta đánh như để làm ở chỗ khác. Đây đang cắm điện để xem đây, chỉnh cái nào cái vòi nó chảy vào chỗ góc góc này đi, nó bắn tứ lung tung, bắn vào đây thì bao giờ đến được. Đây máy lốp nó đi vào cái đường đất này mọi người. Đây có vẻ bò hơi bị lâu. Ok, mình sẽ vào máy để chờ nước nó được và mình sẽ trộn bê tông nha mọi người. Xếp vào đây cho nó khỏi rơi. Đây nước đã lên rồi nhưng mà bây giờ nó là cái lượng nước này thì vẫn chưa đủ được mọi người ạ. Thế nên mình chờ một lát nữa, mình sẽ lùi lại và san lại cái bệ. Bệ của mình bây giờ hiện tại là nó đang bị dốc xuống. Thêm một ít cái sỏi vào cái chỗ đầu này. Thì cái xe vào lấy vật liệu thì sẽ lùi ở bên sát bên thành bể này và quay đầu ở phía cái bên trên cho nó đang đứng kia nha mọi người nhá. Xong sau đó là nó sẽ đổ vào phía bên trong này. Cho cái đầu này nó vách lên một tí thì nó bằng, thì mình sẽ với ra những cái chỗ bên ngoài này nó sẽ dễ hơn. Ở chỗ bê tông này thì cứ quan trọng nhất là mình cứ làm nó tan xi thôi. Hôm nay đổ dày 20 phân này cho nên các bác ấy chắc là đặt chỗ mắc cao hay sao. Nước thì lên hơi chậm. Em sẽ quay lại cái chỗ sông nước lên cho mọi người xem nhá. Đây từ tít dưới kia thì cái chỗ này thì nó rơi vào quãng độ chắc phải khoảng gần 100 mét rồi. Gần 100 mét đường dây ống từ dưới cái tít dưới sông kia lên. À đây có máy lốp đang làm đất ở bên này các bạn. Lốp lần làm đất ở bên này. Thì lúc nào rảnh rỗi thì em sẽ sang em quay video cho các bác xem. Nhưng bây giờ thì mình sẽ chỉ trộn bê tông á. Máy hôm nay thì đứng ở một cái bệ, trên cái bệ để múc vào cái xe thì rất là cao đấy, các bác sẽ nhìn thấy rõ được là mình múc được bao nhiêu ở trong thùng xe. Cái lượng xi này đổ rất là nhiều cho nên là mãi chả đủ nước được. Nước này cũng không phải là nhỏ đâu, bởi vì là nó bắn căng ra như thế kia. Mà có lần như ở video trước mình có làm ở cái một cái công trình ra sông ấy, thì cái lượng nước nó sẽ rất là nhỏ thôi, nó không được bắn cao lên như thế này. Mình phải chờ một lát nữa. Thì làm ở những cái công trình mà nó gần như thế này các bạn, thì một là nước này, hai là bốc xi này. Đấy thì nhờ hai cái đấy thì nó phải bắt buộc là nó phải nhanh. Còn máy thì trong cái khoảng thời gian mà chờ để cắt xi với lại chờ để nước đủ ấy, thì mình múc vật liệu đã xong rồi, đã xong từ trước đấy rồi. Nhưng mà nếu như mà không xúc được cái vật liệu nó nhanh ấy, hoặc là không cắt được xi nhanh thì mình vẫn phải chờ. Bởi vì là cắt một lần này thì cắt không biết mình là nghĩ là cắt bao nhiêu, nhưng mà cắt chắc chắn là nó phải gần 20 bao rồi. Mà cái lượng bê tông từ đây đổ ra kia thì nó chỉ có khoảng độ 20-30 mét, như thế này thì xe nó xả sẽ rất là nhanh. Chờ nước nó rất là lâu. Hôm nay thì lắp mỗi một cái bơm tõm là cái bơm
thả xuống dưới sông mà không cần mồi nước thôi, chứ không phải là cái bơm. Tụt vòi bơm hay sao mà không thấy có nước, mất nước rồi à, chắc chỉnh lại cái dây nước kia các bạn. À đây, bác này là bác cái san cái chỗ ngoài này để cho ô tô, xe ô tô nó chở đất đổ ở kia các bạn, chứ không phải là ấy đâu, không phải bác đi làm chỗ khác đâu. Cái vòi nước làm sao mà không thấy được. Chắc là đang chỉnh lại vòi nước các bạn. Chỉnh lại vòi nước ở dưới kìa. Do là cái đường nước này này nó rất là dốc, máy khỏe nữa, cái dây mà không chịu được là nó rất hay bị nó nổ mất dây đứt luôn. Ok, chờ một lát cho các bác nhé, bây giờ thời tiết nó cũng khá là nắng rồi, em sẽ quay máy về bên này, nước đang lên rồi các bạn, đấy, nó phọt 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 lên đây rồi mà. Đấy, có vẻ là căng hơn trước đấy, bởi vì lúc nãy là nó câu có một tí rồi, bây giờ câu dài hơn rồi. Hay là lắp thêm bơm, không biết, chắc là lắp thêm một cái bơm nữa vào đây, lắp thêm một cái bơm 750 vào nữa, bơm cũng phải căng hơn rồi. Hôm nay thì em lại múc vật liệu vào nhiều quá cho nên là nó hơi bị đẩy lên trên này, cho nên là mình trộn nó sẽ rất là khó nè, nó sẽ bị tràn ra ngoài mất một ít, nếu mà cái đây là thừa nước là nó sẽ tràn rất là nhiều luôn, nhưng mà nếu mà không nước nôi mà ổn định thì không sao cả. Sẽ trộn cái ở ngoài xong rồi mình sẽ trộn cái ở trong nhá, hút cái ở phía bên trong này và mình sẽ đổ ra bên ngoài. Yêu cầu của cái này đó là cứ trộn tan xi si thôi, khi mà đã đủ nước đủ tan xi si rồi thì nó trộn nó sẽ rất là nhanh. Đã, ok rồi, đây là đã được rồi, mình sẽ trộn nốt cái phía bên trong là mình cho thêm sỏi vào. Đấy, múc thêm sỏi ở đây này. Sỏi thì ra phía bên này thì rất là gần luôn. Và các bác bên kia, bác ấy đang dọn bãi để cho xe kia vào. Cái lượng nước này thì mình sẽ trộn dẻo vừa phải thôi, chứ không trộn nó thừa nước nha các bác nhé, bởi vì là lượng xi măng với lại cát thì nó cũng đã ổn rồi. Cái này người ta làm cái mặt bằng của cái đường này nó sẽ cần yêu cầu nó chịu lực cao hơn là đường kia. Bê tông đã ok. Bác lái xe, bác ấy đã đi ra lấy xe rồi. Cái phía bên trong này thường thường là nếu như mà các bác mà trộn rồi không không cần trộn hết đâu, bởi vì là nhiều khi là mình có bể nhão, có bể nó bị thừa nước ấy, thì mình sẽ múc cái khô ở phía bên trong này ra, thì mình chỉ cần trộn cái bể cái ấy đầu tiên này thôi để cho nó tan hết ra thôi, còn đến cái bể sau thì mình nó có cái bê tông sẵn ở đấy rồi thì nó sẽ không bị cái lượng ấy khô kia nữa, lượng cát khô mà nó dồn ở trong phía trong ấy nữa. Đấy, thì bây giờ xe sẽ lùi vào cho các bác nhá. À, nó tiến đầu ở kia à, lùi xa thế. Chỗ này thì nó hơi nghiêng các bạn,
bởi vì là cái đường xuống chỗ kia nó hơi nghiêng. Đấy, chỗ này thì mình múc ở trên cao này thì nhìn thì rất là rõ. Các bác tính hộ em nhé, bây giờ là 7 giờ 15 nhá. Đây là 7 giờ 15, đúng 7 giờ 15 nhá. Thì là xem được khoảng bao nhiêu phút thì sẽ được một một bể đấy nhá. Các bác căn luôn cho em ở cái giờ mà bây giờ đang là bao nhiêu phút đấy. Đấy thì là các bác tính luôn cho em, tính từ lúc múc này, tính từ lúc múc này đến lúc em trộn xong múc một xe sau nữa là khoảng bao nhiêu phút nhé. Em nghĩ là nó sẽ rơi vào khoảng độ 7 phút thôi. Bởi vì là hôm nay thì nước thì cũng nhanh rồi. Cơ bản là ở đầu xi măng nữa, xi măng mà nhanh nữa thì ok. Thì là cái lượng bê tông hôm nay thì đổ dày 20 phân thì nó sẽ rất là nhanh, nó cứ xả một chỗ thôi. Nhiều khi đứng ở trên cao quá ấy, thì mình cũng rất là bất tiện các bạn. Đứng ở trên cao như thế này thì cái lúc mình nhấc lên nó sẽ rất là lâu, bởi vì cái động tác nhấc lên thì bao giờ là nó cũng yếu hơn là mình thả xuống mà. Nếu mà đứng ở vừa phải thôi thì nó có thể là nó sẽ nhanh hơn khoảng vài giây, vài động tác gì đó. Bê tông hôm nay thì là bê tông đổ cho người dân thôi chứ không phải là đổ cho nhà nước các bạn. Như cả mọi lần em đổ đường đấy là toàn đổ cho nhà nước thôi, cho xã, cho các bác chính quyền địa phương, đường cho dân. Như hôm nay bê tông này là cũng làm cho dân để các bác ấy làm cái bãi để tập kết vật liệu. Chung là cái máy của mình nó có nhanh hay chậm thì bây giờ chủ máy người ta đã giao cho mình nó như thế nào thì mình cứ làm như vậy thôi các bạn, làm hết công suất. Nhiều bác cái hay comment bình luận với em là không chuyển sang máy cần cứng với lại làm thêm nọ kia, thì thực ra là mình đi làm thuê cho nên là mình không thể đòi hỏi kiểu đấy được, bởi vì máy bây giờ nó đang có rồi, là dù mà chưa mua thì không nói gì, nhưng mà bây giờ nó đang có rồi thì có như nào mình cứ dùng thế thôi các bạn. Đây thì bên này vẫn có các bác đang đóng cốt pha nhé, có chị chủ xe chủ máy là vẫn đang đóng cốt pha ở đây. Mình cứ cho tạm 4 gầu cát nhé các bác nhé. Hôm nay thì các bác cái này đứng như này thì hơi mắc rồi. À, bác kia là bác ấy đổ xi măng vào, thêm thiếu xi măng là bác đổ thêm. Đấy bây giờ cát sỏi em múc đã sắp xong rồi mà, nhưng mà xi măng thì vẫn chưa các bác nhé. Đấy cái không phải là do mình trộn chậm mà là do là nhiều yếu tố khác, nhất là nước này, thứ hai là xi măng này. Đấy các bác cái bằng cắt xong mà nước nó đã đổ rồi thì lại rất là nhanh, nhưng mà cắt mà không đổ được thì nó lại lâu. Ở bê tông thì xả ra kia rồi, 7 giờ 15 mà bây giờ là 7 giờ 19, mất khoảng 3 phút mình ấy lên, 3 phút mình xúc lên xe, trộn thì mất khoảng 2 phút thôi là 5 phút, hoặc là ấy, khoảng 3 đến 4 phút nữa. Nhưng mình làm cái kia là bình quân, là nếu mà trộn vừa phải thì mình cứ bình quân là khoảng 7 phút một xe, 7 đến 10 phút một xe, nếu mà chỗ nào mà nó thuận tiện thì khoảng 7 phút một xe. Đấy, bây giờ là các bác cái caxi nhá. Đấy em sẽ vén cái cát này để cho nước nó chảy vào đây, cho nó nghiêng về cái bên xi này, để lát nữa mình trộn xi măng nó tan trước thì nó sẽ nhanh hơn. À, 7 giờ gần 20 rồi thì bác ấy đã xả xong cái xe kia rồi nhá. À,
Đấy thì bây giờ Cassi thì bắt đầu mới đang gọi là vào luồng thôi. Nói chung là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố các bạn. Nếu mà các bác đi làm thì các bác chắc cũng biết rồi. Bây giờ bảo máy trộn chậm thì là đấy là do máy, nhưng mà bây giờ nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như kiểu xi măng rồi nước rồi vật liệu lắm chỗ, có phải chỗ nào nó ở gần rồi đâu. Đấy như bây giờ là xe là phải chờ này. Đấy lúc nãy là 7:15 nha các bác nhá. Nhớ các bác nhớ cho em 7:15 này. Bây giờ là 7:20 này. 5 phút rồi. Nếu như xi xong rồi mà lúc này nước đã ổn nữa thì mình trộn sẽ rất là nhanh, khoảng 10 phút một xe thì 10 đến 9 hoặc 10 phút một xe thì rất là nhanh, bởi vì cái chỗ này bê tông đây một xe kia đã được một ô khoảng độ 3-4 mét rồi. Chỗ này dự tính khoảng độ 6-7 xe là đủ bên này, 6-7 xe nữa là bên này nữa. Chỗ này hình như là thấy anh chủ máy mình bảo là đâu đấy có rơi vào khoảng độ 50 khối đâu mà. Bê tông mang 250. Nước rất là mạnh. Đấy, chờ xi chờ nước này rất là lâu. Đây, bây giờ thì các bây giờ các bác ở trong thì mới cào xong đây này. Gọi là sắp xong thôi. 4 người cào, 2 người cán, 1 người đóng cốt pha, 1 người đóng bá đóng cốt pha ở đây. Mình sẽ lại vén cái gọi là cái xi măng ở cái đầu miệng chỗ bác ấy cắt đi kìa, để cho các bác cái đổ khi mà mình du xuống mà phát thì sẽ dễ hơn. Thế nếu mà để nó đầy lên như thế là các bác ấy là phải ổn cái xi măng ra. Đấy, phải rất là lâu. Mới là cái xi đổ như thế kia cũng lâu nữa. Nếu như mà cái xi xếp chồng lên như này thì rất là dễ khênh thôi. Còn nếu mà đổ xuống là nó rúng gió với lại nó nhả ra cái nước nó bắn vào Bắc Giang. Cái lượng nước như này là cũng đã sắp đủ rồi. Bạn này bạn ấy không buộc cái dây này vào này, nó chảy rất là cũng nặng. Quay hết sang bên này. Bây giờ mình muốn cái nước của nó rơi xuống đây cơ. Đây đúng là cái chỗ bên trong này để cho nó chảy xuống cái chỗ xi này. Bây giờ là 7:19 phút rồi. À 7:23. Đây là 23. Đó, 23:24 rồi. Đấy thì bây giờ nước vẫn chưa đủ này. Xi măng vẫn thiếu này. Đấy là lý do nó lâu đấy các bạn. 15 đến 25 là 10 phút. 10 phút mà mình được 2 xe thì là nó không hề chậm đâu. Đây nha các bác nhá. 24 rồi. 24 là mình đã trộn xong cái này rồi. Lúc nãy là do cái xi măng nữa thôi. Đây mình sẽ trộn xong xe này và mình làm thêm một xe nữa thì chắc là nó sẽ vào đúng cái ấy luôn. Đúng cầu của nó là
nước rồi ba cái lại cắm thêm nước này. Đúng vào cái cầu là bây giờ là 7:25 nhá, mình sẽ xúc xem khoảng là đây 7:25 à. Xúc xem khoảng là bao nhiêu nhá. Bao nhiêu lâu? 7:25 thứ tư ngày mùng 8 tháng 7 nhá các bác nhá. Rồi bác này bác lùi sai lốt rồi. Đừng có lùi nó nghiêng như thế này. Xa làm tí nữa cái lùi vào sát quá đi. Cái xi nó dính vào cái lưng gầu à. Cái xe này thì nó hơi bị thừa nước này các bác. Đấy nó ở dưới mình không để ý. Mình cũng nhìn thấy được và cắt xi lâu quá. Tạo nó không được ấy lắm. Cuối sau thì sẽ chỉnh nước nó chuẩn hơn. Cuối sau thì không cắt xi không mất công chờ đợi nữa. Đấy là 25 thì không biết là múc đến khoảng độ 27, 28 thì đấy mà đường xe thì là cũng ổn rồi. Cái xe của mình thì nó luôn có cả cái chế độ trộn cho nên là cũng không lo về cái mảng là sử dụng vật liệu mà nó chưa xi măng mà chưa tan hết thì nó vẫn cứ lên đấy nó sẽ tự trộn được. Sẽ bốc thêm một cầu nữa thôi nhá, bởi vì cái xe này thì nó hơi bị nhão này. Đấy rồi, bây giờ mình sẽ xem nào. 7:27 thì nó mất 2 phút các bạn. Hơn 2 phút. Hơn 2 phút thì được bốc lên một xe. Cắt xi mới khoảng 5 phút thôi. Cắt xi bao nhiêu giờ củ đấm mất mình. Lúc nó bị lệch ra ngoài. Ý, giờ chỉnh cái nước, đeo chỉnh cho đàng hoàng đi. Cho thêm một nửa gầu này nữa nè. Này mình nhà vét cái chỗ này để tí nó ba cái đi lại cho dễ này. Đấy, ba cái trèo lên hẳn cái chỗ cao đấy. Ok nhá, bây giờ mình sẽ múc sỏi nhá. Cái lần này thì mình sẽ tít còi để tắt nước sớm hơn. Bởi vì là cái lượng nước ở trong này nó đã thừa rất là nhiều rồi. Bao nhiêu rồi các bạn nhỉ? 7:29 à? Cái lượng nước này tí nữa mình sẽ phải cho nó ấy ở bên này. Cho nước nó ở bên này để cho khỏi bị bắn vào các bác ấy. Nước hôm nay nó rất là mạnh. Chắc là đấu hai bơm mà nên nó rất là mạnh. Rồi. 7:29 thôi các bác nhá. Đấy, nước nó lạch ra ngoài rồi. Đã sỏi bên này thì rất là tiện. Buộc đeo buộc đàng hoàng. Mẹ.
cái đi lệch bên này, cái đi lệch bên kia, và cái buộc mỗi một cái ấy ở đấy xong rồi nó không không cố định nó lại nên là nó bị thế. Đó, tục tí các bác thông cảm. Đây xe xả như kia đây. Đấy, bây giờ xe xả đã xong rồi. Lúc nãy là 27, bây giờ là 29 thì mình múc xong vật liệu nào. Bây giờ là 30. Đấy. Từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 30 thì mình xúc được hai xe. Thế là bình quân mình là 7 phút một xe, 72 14 mà. Nhưng mà do là hai cái cối đầu kia là sẽ chậm đi một ít. Đấy, chậm đi một tí. Mới lại cái xe đầu tiên là mình xúc nữa. Thì là mình tính bình quân ra thì cũng chỉ khoảng độ 7 đến 8 phút thôi, 7 đến 9 phút một xe. Tính cả những lúc mà các bác ấy có trục trặc, còn nếu mà đã vào cầu ngon lành rồi thì lại không lo về vấn đề đấy nữa. Đã cào cái xi này ra nhá. Ok. Đấy, ở kia thì nó cái đường nó hơi lầy một tí. Đấy, bê tông xả ra thì các bác ấy đã cán được luôn rồi, đã cào được luôn rồi. Dự tính hôm nay là cái lượng bê tông đổ ra đây nó sẽ là được rất là nhiều, có khi là xong luôn chỗ này đấy. Mà bốc xi thì mất có mấy phút như này thì cũng hơi hơi chậm một tí. Trong thì sốt ruột thế thôi các bạn, nhưng mà thực tế ra thì lại rất là nhanh đấy. Bốc khoảng 1 tấn xi. 1 tấn xi mà bây giờ bốc trong vòng có 2-3 phút thì cũng rất là gấp gáp đấy. Ô bên trong, ô bên ngoài. Cái bác sửa đường bên này vẫn chưa xong. À, đánh đi chỗ khác làm rồi, chứ không làm chỗ kia nữa. Cào cho ba cái một cái lên nữa. Thì cho ba cái cắm cái nước vào để các ba cái cắt thêm 1-2 bao nữa xong là lúc đấy mình trộn từ nước từ bây giờ đến lúc đấy trộn là vừa. Có bạn nào vào đi chia sẻ bài viết của mình như này. Thì bài viết của mình là bài gì? À, chia sẻ cái con mèo các bạn. Hôm qua mình có đăng ở trên Facebook một cái con mèo nhưng nó không biết ăn chuột. Một con chuột đấy nhưng mà nó không biết đường bắt chuột. Mình đánh cạm bằng cạm kiềng mà. Nên là con mèo đấy nó không biết bắt chuột. Con mèo thời 4.0 của mình. Bài viết của mình đã được 74 lượt like. À, đã 85 lượt like. Bài viết con mèo của mình được 85 lượt like. Vì cái con mèo đấy nó không biết bắt chuột cho nên là các bác bạn của mình cứ bảo mình là xào rau má. Vì là con mèo này ăn rau má, ăn làm nộm rau má rất là ngon. Các bác cứ gạ em thịt. À, bây giờ là 34 nha các bác nhá. 34 thì là cố này múc vật liệu hơi đầy. Em sẽ trộn xi trước. Từ 27 đến 34. Đấy. 27 đến 34 thì các bác là xem nó là khoảng 30 phút. 27 34 7 phút nhá, 7 phút. Cố này bốc xi hơi chậm này. Nhưng mà tính bình quân khoảng dưới 10 phút một xe là ok rồi. Một xe 3 khối rưỡi. Mình sẽ tính bình quân khoảng độ 1 tiếng được khoảng 6 xe. Nếu mà làm thuận lợi thì được hơn.
tại bây giờ xe sẽ tiến lên và vào để hút nha các bác nhé. Xì thì đã tạt hết rồi, sẽ đảo thêm một tí nữa. Mình sẽ bắt múc cái phần ấy đi trước này. Cái phần ướt đi trước. Xong sau đó là mình sẽ đệm cái phần khô vào. Mỗi một gầu mình sẽ múc một ít cái phần khô phía bên trong này vào. Đấy. Thì khi mà thành phẩm thì nó sẽ đạt được một cái xe bê tông mà nó vừa phải, không nhão quá mà cũng không không khô quá. Chúng ta làm vừa nhanh mà vừa hiệu quả thì mình sẽ làm thôi, bởi vì là nếu như mà mình trộn đều hết cái bể này lên thì nó sẽ lâu, mất thời gian hơn. Nhưng nó cũng không gọi là không thể là đạt đủ cái khối lượng được. Nhưng mình trộn như thế này nó được khoảng 80% rồi, còn một ít gọi là sỏi mà chưa gọi là chưa mình chưa trộn nó đều hết ấy, thì cái đấy mình sẽ múc vào, xong sau đó mình múc cái phần ướt kia vào thì cái xe trộn ở trong này nó sẽ tự động nó trộn ở đây. Đấy các bạn thấy không, đấy bây giờ ở trong bể cái là nó đã đều hết rồi, chứ nó không có bị cái nào nó bị thừa hay cái bên nào nó bị trắng nào cả, nó đã đen hết rồi, nhưng mà nó tự động nó trộn ở trong đấy rồi. Đó. Cái cối này thì mình sẽ múc nó sẽ bình thường thôi, chứ mình không múc nó đầy hẳn lên đến đấy, đầy hẳn lên đến miệng vành kia. Cho thêm khoảng một nửa gầu nữa. Đấy. Đi còi để bác ấy đi nhá. Ok, tiếp tục lại vòng tuần hoàn. Đấy như vậy là đã ok rồi các bác nhá. Mình sẽ tiếp tục hút cái này. Múc khoảng độ 3-4 gầu cát gì đó. Lần này là bác ấy đổ ở phía bên này. Đó, 4 gầu, lần này thì mình sẽ bớt đi và ít sỏi. Đấy, xe nó xả kia nhá. Ok, video của mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Anh em xem video nếu mà thấy hay, mọi người hãy cho em một like và nhớ chia sẻ cái video này đến nhiều người cũng biết nha. Và đừng tiếc gì một cái subscribe kênh để ủng hộ mình. Có thêm mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người những cái video tiếp theo. Ôi, xả kia nha các bạn nhé. Rồi em xin kết thúc video này đây.